Kính thưa quý khán thính giả, Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California tổ chức tiệc mừng gặp gỡ năm 2015 đã diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật 8 tháng 11 năm 2015 tại nhà hàng Peony, thành phố Oakland. Welcome to the fourth annual California Healthy Nail Salon Collaborative annual celebration. Xin chào mừng tất cả các anh chị em ngành nail cũng như các quan khách có lòng đến đây tham dự buổi tiệc tối hôm nay với chúng ta. Chị Phương An Đoàn trong ban tổ chức cho biết 80% người gốc Việt làm nghề móng và thẩm mỹ. Hàng ngày các chị em phải tiếp xúc với các hóa chất được biết hoặc nghi ngờ có thể là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật như ung thư, bệnh đường hô hấp, bệnh da và tác hại đến khả năng sinh sản. Từ đó, Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California ra đời vào năm 2005 với mục đích tranh đấu cho sức khỏe, an toàn và bên vực quyền lợi của nhân viên ngành móng tay thẩm mỹ được lành mạnh, vững bền và công bằng hơn. Đây là lần thứ tư Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California tổ chức tiệc gặp gỡ hàng năm. Đông đảo đồng hương từ San Francisco, San Jose, Santa Ana, Santa Monica, Marin County và tại địa phương Oakland đã đến tham dự. Chúng tôi xin được ghi nhận và vinh danh cơ quan y tế Á Châu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cho Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh được ra đời và phát triển như thành công. Ông Vinh Lưu, tổng điều hợp buổi tiệc gặp gỡ cho biết. Cái mục đích của buổi họp hôm nay, họp mặt đó là để đề cao những sự thành công của anh chị em làm trong ngành móng tay và đã nuôi nấng con cái thành tài và họ quay lại đóng góp cho xã hội. Dân biểu Phil Tiên được mời lên vinh danh và trao tặng hoa về những đóng góp của ông cho Liên hiệp. Phải là cơ quan trực thuộc tiểu bang, phải cho điền các mẫu đơn khiếu nại qua nhiều thứ tiếng và đặc biệt là tiếng Việt. Cô Anuja, đồng sáng lập viên của Liên hiệp, được vinh danh qua một thập niên cô phục vụ cho Liên hiệp. Giúp cho Liên hiệp ra đời và xây dựng nên một mạng lưới gồm các đối tác và đồng minh và đưa ra những góp ý có tính cách chiến lược cho toàn bộ phong trào, các phong trào của Liên hiệp đưa ra là công lao của cô Anuja rất nhiều ở trong đó. Xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta hoan hô cô Anuja. 8 nhân vật thiện nguyện viên đã có những hoạt động tích cực cho Liên hiệp được mời lên để trao tặng hoa và bằng khen của dân biểu Phiêu Tiên gồm có Chánh Hằng, Mai Đặng, Thúy Hà, Tâm Hồ, Thu Phạm, Lan Nguyễn, Lê Lâm và Lan Anh Trường. Theo mình nghĩ thì cái đẹp nó phải có cái khỏe đi chung. Nếu mà quý vị làm đẹp cho người khác, cái khỏe của mình mất đi thì cái đẹp nó không còn giá trị nữa. Từ năm 2011, Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California đã có những chương trình đặc biệt huấn luyện cho những người làm việc trong ngành nail. Sau khi được huấn luyện, một nhóm nòng cốt viên đã lên tiếng trong những buổi điều trần tại Sacramento với giới lập pháp, với hội đồng quản trị ngành nghề thẩm mỹ và với giới lập pháp liên bang tại Washington DC về sự an toàn, công bằng cho ngành móng tay và thẩm mỹ. Mỹ Lợi tường trình từ Oakland xin thân ái kính chào quý vị.